Bình tĩnh là bài học quý giá nhất mà chúng ta phải học. Chuyện gì không phải của mình, đừng ôm vào lòng cho tâm tư thêm u ám. Chuyện gì của mình, nếu đã gồng gánh quá lâu, thì hãy tạm đặt xuống cho đôi vai bớt nhọc nhằn. Mỉm cười đón nhận những khó khăn, để mọi điều từ từ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Khóc lóc than thở mãi cũng chỉ làm mình thêm yếu đuối. Bình tĩnh đối mặt sẽ nhanh chóng vượt qua. Mọi dòng bão sẽ không bao giờ ngừng đến. Quan trọng là chúng ta vững vàng như thế nào trước những thử thách ấy mà thôi.